Hello, con xin chào quý vị khán giả. Nếu như mọi người có yêu mến kênh con, mọi người bấm vào đăng ký, bấm vào subscribe và chia sẻ nha. Út Khờ yêu mọi người nhiều lắm. Con cảm ơn rất là nhiều. Bà Kem ơi, bà Kem chào với con nha. Dạ. Dạ. Dạ, một bếp lửa chồm vòm sương sớm, một bếp lửa ấp yêu nồng đậm, cho thương bà biết mấy nắng mưa. Dạ. Rồi, đây là món quà yêu thương của chị Mai Lê. Chị Mai Lê ở bên Mỹ, thấy thương bà Kem. Dạ, bà Kem ở một mình, không có chồng, không có con, nên chị Mai Lê đã thương bà Kem. Chị Mai Lê nhờ con mang quà yêu thương để gửi đến cho bà Kem. Đó chính là gồm những phần quà như sau và một cái số tiền yêu thương mà chị Mai Lê gỡ. Dạ. Và một cái số tiền chị Mai Lê gỡ. Đó chính là tổng cộng số tiền của chị Mai Lê vào những phần quà. Thì con xin trao cho bà Kem 1.720.000. Bà Kem banh ga, bà Kem banh ga, bà Kem banh ga, banh tiền ga. Banh tiền ga để con quay đàng hoàng. Bà Kem đếm coi, 1.720.000, đâu banh ra bà Kem? Nè, 1.500.000, 1.700.000, 20.000. Rồi, bà Kem đi. Bà Kem nói đi. Cho tôi vui lắm, con ơi con. Bà không có con, không có chồng, không có gì hết trơn. Thôi, để đạp anh trông phụt thẹp sáng chui trò trùng. Ôi sốc sắp hai, nhẹn chả tên nâng lại bàn sạch đầy sốc. Cũng ôi mơn tục biệt biên ấy rò xì kẻ tập bàn. Thôi, chất đốc nà con à. Dạ, chị Mai Lê dù xa quê hương, nhưng nhìn về quê hương cũng bằng cái tình cảm yêu thương. Nhìn về hoàn cảnh của bà Kem rất là tội nghiệp và khó khăn. Nhìn về hoàn cảnh bà Kem rất tội nghiệp và khó khăn. Nên đã dành những tình cảm yêu thương cho bà Kem một cái số tiền. Đó chính là những phần quà. Bây giờ bà Kem khui quà ra nha bà Kem. Dạ, đây là một ngôi nhà nho nhỏ của bà Kem ở. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật trời tác đại chứng minh. Dạ. Dạ. Dạ, rất là tội nghiệp bà Kem. Bây giờ bà Kem mở quà ra nha. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật, trên có Phật trời, dưới đất có sơn thần thổ địa, xin chứng minh cho lòng thành của con trẻ. Chào món quà dùm chị Mai Lê cho bà Kem. Đó chính là chị dạ nhờ con mua mì đến cho bà Kem. Rồi. Có Đức Phật A Di Đà, xin Phật chứng minh. Đây bà Kem chưa, bà Kem cầm lên. Sữa kìa, bà Kem cầm sữa kìa. Sữa nha, một hộp sữa. Mỗi buổi tối bà Kem nhớ uống nha bà Kem. Dạ, một hộp sữa này là sữa Enlin. Sữa Enlin này là sữa bổ sung vitamin và cho bà Kem uống bổ xương. Đó. Đừng nhức mỏi. Dạ, rồi, xong bà Kem mở ra nữa đi. Dạ, được rồi bà Kem ơi. Bà Kem ôm tay con nè. Rồi, bà Kem mở ra trong bao nữa đi. Bà Kem đừng xúc động nha. Dạ. Nguyện cầu Hồng An Tam Bảo gia hộ cho bà khỏe nha bà. Dạ. Rồi bà Kem mở ra nữa đi. Bà Kem mở ra nữa đi. Còn đồ nữa đó. Chị dặn con mua cho bà Kem. Đó, một ký đường. Một bịch bột ngọt để bà Kem nêm gia vị. Cùng với một chai nước mắm. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, cái này là 10 kg gạo. Đó, gồm có 10 kg gạo, một thùng mì, 1 kg đường, một bịch bột ngọt, một chai nước mắm, cùng với một hộp sữa. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
mày thích ô mẹ. Dạ. Sốc sợ bà hai cột ai cổ rô xí tưng nà tưng tưng nà đoàn xích đầy sốc nà con mà. Dạ. Bà Kem nói rất là cảm ơn, bà Kem rất là vui khi bà Kem nhận được cái món quà yêu thương nên bà Kem đã xúc động. Dạ, dạ bà Kem ơi. Rồi bà Kem ngồi đó đi, bà Kem ngồi đi. Chó ơi, con đừng có sủa mà. Con sủa hoài. Đây, ở đây là những cái gạo, những cái gom nè, bà Kem đi mót lúa ngoài đồng ngoài ruộng. Ngoài đồng ngoài ruộng về để bà Kem đi xay ra bà Kem ăn. Đó. Nước bà Kem uống trong căn nhà. Một cái ấm cái nước thôi. Khi sức yếu tuổi già không có con, không có chồng bên cạnh, con chỉ biết nguyện cầu một Đức Phật A Di Đà nơi cửa Phật từ bi xin chứng minh gia hộ cho bà được nhiều sức khỏe bình an trong cuộc sống. Dạ. À dạ bà đăng hơi bà Kem, đăng hơi bà Kem ngồi kia cho. Đó là chính là những món quà mà chị nhờ em mua đến cho bà Kem. Nam mô A Di Đà Phật. Bà Kem cũng có một cái số tiền trang trải qua cuộc sống qua ngày. Đó. Lần trước có hỏi bà Kem làm công việc gì thì bà Kem nói rằng tách cái vỏ đậu phộng ra, tách cái vỏ đậu phộng ra một dạ người ta cho 50 ngàn. Đó, nhưng mà nhờ tình thương, con cũng hy vọng bà Kem có một ít tiền, bà Kem mua những thức ăn, bà Kem ăn những gì mà từ đó giờ bà Kem chưa được ăn. Nghe bà ơi, Nam Mô Di Đà Phật, con chỉ biết nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo, gia hộ cho bà. Một lần nữa con... Kia, con đừng có sủa. Sao con sủa hoài dạ, con đừng có sủa. Rồi cùng đăng đăng hơi Kem cùng. À. Ôi con ai ban sẽ đầy sốc tàu từng nay mơn chơi chùm nè. Sẽ nè, ông mơ sẽ tàu cùng ai mơn tục biết biến. Dạ. Nâng chả tên nâng chui ai tê ta anh phong bụt theo bà sang chui trò tuông chui khai hạ xa sốc sạc bài. Tức ọc cái nè nà cô nà. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Bà Kem rất là xúc động. Bởi vì bà Kem nhận được chỉ là dầu đường bột ngọt thôi, một hộp sữa. Bà Kem nhớ buổi tối bà Kem pha nước nghe bà Kem. Nè cái này nè, bà Kem múc ra uống. Bà Kem biết không? Bà Kem biết không? Cái đó bổ lắm á. Sữa này cho bà Kem bổ lắm á. Pha nước sôi á, bà Kem nấu nước sôi nha. Nhất cái này nè. Nhất chân hả? Dạ. Dạ bà Kem ơi, bà Kem đừng xúc động nha. Chỉ viết xin Phật trời gia hộ cho bà Kem thôi. Bà Kem có gạo, có mì đó. Bà Kem giấc sáng có đói, bà Kem lấy mì ra ăn nha. Dạ, gạo đó bà Kem nấu cơm ăn đi. Có tiền rồi mua đồ ăn ngon đi. Mua thịt, mua cá, mua gì đó bà Kem ăn. Không có gì ăn đâu. Không có thì... ăn gì không. Bữa nay tôi có ăn rồi. Dạ. Bà có ăn rồi, bởi vì bà mua gì bà ăn nha. Gia vị á, đường, bột ngọt, nước mắm, bà Kem nêm đi. Nêm canh, nêm gì đó bà Kem. Dạ. Chỉ biết thấy bà hoàn cảnh như vậy thôi. Đời người như chiếc lá khô, lá rơi xuống đất là hết cuộc đời. Ai rồi cũng trở về với cát bụi. Khi mà con nhìn thấy hoàn cảnh của bà Kem, không chồng, không con bên cạnh, chỉ ở trong một cái ngôi nhà nho nhỏ, trên một cái chiếc giường như vậy. Dạ, rất là xúc động thôi. Nên có mấy chị rồi gì có nhờ con thì con mang đến.
Con cũng cảm ơn, một lần nữa cảm ơn chị Mai Lê rất là nhiều đã trao tình yêu thương cho bà Kem. Đó, chúc cho gia đình của chị sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý, đời đời được sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Trên có Phật trời, dưới đất có sơn thần thổ địa, hai bên gia giác có hai vị thần ghi chép. Xin chứng minh cho lòng thành của con trẻ, mong món quà yêu thương đưa đến cho bà Kem trong hoàn cảnh khó khăn. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà từ bi tác đại chứng minh. Đó, con xin hồi hướng công đức lành này những gì khuất mặt khuất mài ở nơi đây trong nhà bà Kem, xin hãy gia hộ cho bà Kem nha ông bà. Bà ở có một mình nè. Đó, bởi vì xin ông bà khuất mặt khuất mài gia hộ nơi cửa Phật A Di Đà từ bi. Xin Phật tác đại chứng minh. Phật ở trong nhà bà Kem, xin Phật hãy thương cho bà Kem. Đó, Phật chứng minh nha. Coi gì đâu, coi đi con ơi. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, cái củi đâu gì đó, bà Kem làm cái củi, cái thao giặt đồ. Đó, đây là... Dạ. Dạ. Bà Kem lại, Phật lại chờ, lại những người ở trong nhà của bà Kem á. Dạ. Tội nghiệp bà Kem lắm. Dạ, bà Kem đang hơi. Bà Kem đang hơi, bà Kem ơi, đang hơi á. Dạ. Cái này nè, làm ga lúa. Dạ. Đó. Cái này lúa bà Kem đi giả ra, đi mót về ăn. Yeah. Mót về cái giả ra, đi lặt ra mới được có ăn. Yeah. Bà Kem ơi, tối bà Kem có buồn không? Buồn lắm, ước bữa nay hết buồn rồi, có ăn hết buồn. Dạ, con hỏi nè, con hỏi bà Kem nha. Mấy bữa trước bà Kem có buồn không? Buồn lắm. Buồn hả? Sao bà Kem buồn? Buồn không có gì ăn, không có. Không có gì ăn bà Kem buồn hả? Ba già rồi làm không được, nhức cái này nhức cái này. Làm không có được hả? Nhức giò nhức chân hả? Dạ. Dạ. Rồi bà Kem đi mót cái này về rồi có máy xay không? Có. Đi xay hả? Dạ. Xây ăn. Đi xây hả? Dạ. Dạ. Bà ơi, tối bà Kem ngủ sao? Ngủ ở đây hả? Bà Kem ngủ đâu? Bà Kem cho con coi coi bà Kem ngủ sao? Bà Kem nằm sao? Nó lấy cái mùng lấy cái gì hả? Lấy mùng lấy mền cái bà Kem chảy ra ngủ hả? Ngủ dạ. Dạ. Bà Kem cắt tiền vô đi. À, bữa nay có tiền bà Kem vui không? Dạ vui. Phật triển á, Phật triển dạ, cho thì vui nó có tiền đi chùa đi làm phước. Dạ. Tôi mót cái này ăn chút nữa làm phước. Dạ. Đi chùa. Dạ, bà đi làm dạ. Phước bởi vì Phật cho bà cũng làm phước. Dạ. Phật cho người thương đó, Phật cho chị Mai Lê thương bà Kem nên chị gỡ đây cái chổi nè. Cái chổi của nhà bà quét nhà, quét lúa vô đó quý vị. Đó, cái nồi bà Kem nấu nha. Cái nồi bà Kem nấu ăn. Cái củi bà Kem chỉ xài củi mà thôi. Đi mua ăn chút nữa đi chùa vai, đi chùa. Rằm lớn mà mùng 8 đi chùa hay đi chùa mỗi một tháng 4 lần. Không có ăn cũng đi nữa con ơi. Ba mà bị ba già rồi. Không có đi chùa không làm phước nó không được. Còn chúng đinh cũng đi luôn. Bữa nay bà có tiền đi chùa vui lắm con ơi. Mấy bữa trước bà không có tiền, bà đi chùa, bà có tiền đi không? Con chúc đinh mà.
4-5 ngàn cũng đi mà. Dạ, có 4-5 ngàn bà cũng đi hả? Dạ, tôi đi hoài, đi hoài không ạ. Dạ. Bữa nay bà có tiền rồi, có bà vui làm con ơi. Dạ, bởi vì bà đi chùa lại Phật á, Phật thương bà á. Nên con chị Mai Lê chị thương bà. Dạ. Nên chị gửi cho bà đó. Dạ. Dù ở rất xa, ở bên Mỹ nhưng chị cũng thương bà. Chị gợi đến tình yêu thương, chị sợ bà. Bà dạ. lớn tuổi, bà không có tiền mua sữa, chị nhờ con mua sữa cho dạ. bà. Đó, dạ. chị sợ bà không có sữa bà uống. Dạ. Nên sữa này nè, sữa Enlin này nè, cho người già. Dạ. Nhức mỏi cho bà kem uống. Dạ. Đi, bữa nay con... Đó, bà Kem rất là hiền luôn, bà Kem tóc đã bạc rồi. Yeah. Ừ, rất là xúc động. Cái cổ bà Kem nè, nó đen thùi à. Yeah. Đó, chị thấy bà thương á, chị mua gạo cho bà, mua mì, yeah. đường, bột ngọt, nước mắm cho bà Kem ăn. Bà Kem nhớ mua đồ ăn ngon ngon nha bà Kem. Yeah. Mua đồ ngon ngon đi bà ơi, bà khổ nhiều rồi. Bà mua ngon đó, đi chùa mua ngon. Dạ. Yeah. Ăn... ở nhà ăn chút đinh được rồi. Dạ. Dạ, đi chua nó mua ngon. Dạ. Yeah. Không ngon nó người ta cười chết. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Ta giao giao nè, cười. Cười không cho tôi biết đâu, bà, tôi sợ như đó. Vậy hả? Vậy người ta giàu người ta cười bà Kem, bởi vì bà Kem nghèo hả? Ừ, vậy đó. Rồi người ta cười bà Kem buồn không? Người ta cười bà Kem buồn hả? Dạ, dạ. Buồn rồi, bà Kem có giận người ta không? Không. Không đâu hả? Không. Dạ, người ta nói bà Kem thế này thế kia, bà Kem dạ. không buồn ta đâu hả? Ai nói gì, nói đây không nói gì hết chân. Dạ. Vì tôi không có, tôi nghèo. Dạ. Bởi vì bà Kem không có, bà Kem nghèo nên cũng không có buồn trách ai điều gì phải không? Dạ không. Dạ, con dạ. biết mà bà ơi. Trong cuộc đời á thì có những ai có gia đình, có chồng, có con bên cạnh, con cái chăm sóc thì nó đỡ lắm. Yeah. Còn khi mà lớn tuổi không có con bên cạnh thì cũng phải bươn chải với dòng đường đời này. Yeah. Đó, con cũng hiểu nhiều lắm bà Kem ơi. Trẻ đó rồi già đi, sầu bi ngắn lệ can trường. Yeah. Bởi vì vậy, mỗi bước chân đi, mỗi nhịp thở, mỗi hơi thở thở. Khi mà con nhìn thấy những hoàn cảnh như vậy không có cầm lòng lại được. Có những người thì người ta có cơm ăn áo mặc rất là nhiều đầy đủ. Còn có những người thì thiếu thốn. Không biết nói sao mà hết nỗi lòng cảnh khổ vô thường. Đức Phật mới dạy rằng thưa bà ạ. Cuộc đời này chỉ là vô thường thôi. Thành ra lớn lên trưởng thành rồi cũng trở về với cát bụi. Nam mô A Di Đà Phật, chỉ biết xin Đức Phật A Di Đà từ bi cho những người khổ sở. Xin Phật gia hộ cho nhiều sức khỏe. Yeah. Yeah. Ừ. Bà Kem ơi, bà Kem cho con hỏi bà Kem vui không? Ừ, vui lắm con ơi, con bà vui. Bà vui lắm bà hả? Bà vui, bà đi chùa cũng vui nữa. Dạ. Yeah. Bà đi làm phước cũng vui. Dạ. Yeah. Bà không còn chút đinh đi. Ai nói gì nói không, mà bị tôi nghèo, tôi không có, ai nói gì thì nói đi. Dạ, bởi vì tôi nghèo, tôi không có, ai nói xấu gì nói đi hả bà? Dạ. Dạ, tại vì bà Kem có trong trái tim có Phật đó bà, nên bà Kem cũng không có nói gì hờn giận gì người ta. Dạ. Dạ. Chỉ biết xin Hồng Ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho bà. Yeah. Được khỏe, được bình an. Dạ. Dạ. Vui lắm con ơi. Dạ. Sáng giờ bà Kem ăn gì chưa? Chưa. Chưa đâu hả? Dạ. Yeah. Bây giờ có tiền rồi bà Kem sẽ... Bà Kem thích ăn món gì? Bà Kem kể con nghe coi. Dạ. Có tiền rồi con ăn cái này một gói đó thôi. Có tiền rồi ăn mì một gói thôi hả? Chứ bà Kem không mua gì ngon hả? Thôi bà Kem mua thịt ăn đi hả? Trứng nào có cái này ăn hay là hết. Không có gì mua. Không.
Dạ. Vậy chừng nào ăn mì hết? Chừng nào đi chùa đó tôi mua. Dạ. Ăn mì hết bà Kem mới mua đồ ngon. Dạ. Dạ. Con hỏi bà Kem nè, bà Kem thích ăn món gì nhất? Bà Kem thích ăn món gì? Bà Kem nói cho con nghe đi. Bà Kem có thích món gì không? Không có mua gì, không có mua. Bà Kem thích á, thích ăn cái gì á? Thích sao? Thích á, bà Kem thích ăn món gì? Ăn cá hay ăn thịt hay là ăn tôm, cua gì đó? Ăn cờ linh không? Không có ăn thịt ăn gì đó, mua à. Cá cờ linh không á. Ừ, vậy là bà Kem thích ăn cá linh hả? Ừ. Dạ, bà Kem thích ăn cá linh. Dạ. Con thấy cái nón nè, bà Kem đội cái nón lên cho con coi đi. Cái nón lá đó. Con nón đi ấy. Dạ. Cái nón đó hả? Dạ. Dạ. Không có đi đâu đâu không. Đâu bà Kem đội lên cho con coi đi. Con coi bà Kem đội nha. Cái nón kìa. Cái nón lá kìa. Cái nón lá bên đó đó. Bà Kem đội lên đi. Con coi bà Kem đội coi có đẹp không nha. Tôi ở đây nó sơn ta ăn cắp. Dạ. Con ta đó. Dạ. Cái nón nè, cái nón này nè. Bà Kem đội lên đi. Bà Kem đi đâu dạ? Bà Kem đứng lên đó làm chi dạ? Bà Kem đứng đi ra đâu dạ? Dạ. Dạ. Rồi, bà Kem đội lên đi, bà Kem đội nón đi. Dạ. Cho con coi nha. Nè. Rồi, rất là đẹp. Dạ. Bà Kem ơi. Bà Kem đội nón đẹp lắm. Dạ. Có nơi mô như người quê ta, thương nhau qua cả mình chia làm ba, thương nhau anh để em qua câu dân ca, sông lan có càng mà nuôi ngư mà hết cây, mà em nọ hết tình. Về Hà Tình người ơi, về trong nôn nao những ngày xa cách, về trong xôn xao những ngày gần lúa. Về Hà Tình người ơi, có nơi mô như người quê ta, thương nhau qua cả mình chia làm ba, thương nhau anh để em qua câu dân ca, sông lan có càng mà nuôi ngư mà hết cây, thì em nọ hết tình. Đó, con hát đó, bà Kem đội chiếc nón lá nè, con hát bài Hà Tĩnh đó bà Kem. Bà Kem nghe hay không? Hay hả? Dạ, bà Kem biết hát bài gì không? Bà Kem không biết hát bài gì hả? Dạ. Tưởng đâu bà Kem biết đọc kinh không? Bà biết chút chút. Dạ, vậy bà Kem đọc cho con nghe đi, cho quý vị khán giả nghe. Bà Kem đọc cho con nghe đi. Ơi con, mai ơ con mẹm nà, ơ con tê bà đạp ăn trông tốt theo sáng chư tốt tốt con, sắp bà hai con rô xì chết bàn. Tao từng nay mòn chay dùm nhá, cọp tư tí nha con. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi, con sẽ quạt cho bà Kem nha. Đó, con sẽ lấy nón lá con quạt cho bà Kem. Bà Kem nực hả? Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Bà Kem nực lắm không? Dạ. Yeah. Rồi, bà Kem đừng có xá nữa. Bà Kem đừng lại nữa, bà Kem ơi. Nha. Yeah. Con muốn hát cho bà Kem nghe á. Con biết bà Kem buồn nên con muốn hát cho bà Kem nghe. Bà Kem vui. Đó. Bà Kem dễ thương quá. Bà Kem đội cái nón lá dễ thương quá bà Kem ơi. Nè, cái tay của bà Kem sao bị thẹo vậy bà Kem? Sao bị thẹo dạ? Nè nè, con sao con thấy tay bà Kem bị thẹo dạ? Sao bị thẹo vậy bà Kem? Một tay dây đó, yeah. Tôi thuốc bật bảo ế đó, hết, bà bông ngay hết đó. Yeah. Yeah. Bà uống thuốc à? Yeah. Yeah.
Bà Kem thích nghe bài gì? Con sẽ hát cho bà Kem nghe. Dạ. Vì con hát bài Con Gái Của Mẹ cho bà Kem nghe nha. Bà Kem không có con. Nếu như bà Kem có con gái thì con gái của bà Kem sẽ xuất giá theo chồng. Thì con sẽ hát cho bà Kem nghe bài Con Gái Của Mẹ nha bà Kem. Mẹ, bữa nay ngày vui của con á, sao mẹ lại khóc? Mẹ lại khóc vì ngày vui buồn bã hay sao? Mẹ ơi, dù con có xuất giá theo chồng đi chăng nữa, nhưng lúc nào á, con cũng trở về thăm mẹ mà thôi. Nên mẹ đừng khóc nha mẹ. Mẹ thương bao con thằng gái đúng chồng. Mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chịu cưng, chẳng cần liệu lo lấy thân. Lỡ mai về bên khó lòng, nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu. Ba bên bốn họ nhìn ra ngó vào, họ hàng cô bác thì đông. Mẹ chồng em dâu biết không, đừng ngồi nói năng lừa lời. Mẹ ơi, phận gái 12 bến nước biết bến nào, chồng biết sông nào đông. Biết rồi hay mai, một ngày con xứng giá theo chồng. Mẹ đã nuôi con nên dân nên hình, mười mấy năm mẹ Kem cứ mang quảng giường. Chưa một ngày đến tạ nghĩa ăn, mai mốt đây con về làm dâu thiên hạ. Là trả cuộc đời trao trọn cho người ta. Bỏ mẹ cô đơn khi bóng xế tuổi già, không ai chăm lo hầu hạ từng chén cơm chén nước. Bà ơi, bà đừng có buồn nha. Dù con ở nơi đâu, con có lập gia đình, con cũng sẽ về thăm bà. Bà vui không? Con hát bài Con Gái Của Mẹ bà vui không? Bà vui bà cười nha. Dạ bà vui. Tiền đó bà Kem ăn nha. Bà Kem bỏ vô túi bà Kem ăn nha. Nam mô. Bà Kem cười đi. Bà Kem cười là con vui đó. Dạ. Dạ. Bà Kem vui nha. Không có ăn ngon. Bữa nay tôi ăn ngon rồi tôi vui lắm. Vậy hả? Bà Kem cho con hỏi, có một ước mơ, bà Kem ước mơ điều gì? Bà Kem ước gì không? Tôi bữa nay nè, tôi có gạo có tiền ăn rồi tôi ăn ngon ngon. Dạ. Bà Kem vui nha, bà Kem vui là con vui rồi. Ở trong một cái căn nhà nho nhỏ của bà Kem. Dạ. Một lần nữa xin cảm ơn chị Mai Lê rất là nhiều. Chúc cho gia đình của chị sở nguyện tỳ tâm sở cầu như ý, đời đời được sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật, để chị có thể nhiều sức khỏe giúp những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Con cảm ơn quý vị khán giả đã bỏ chút ít thời gian ngắn ra để xem qua đoạn video ngắn này của con. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Phật trời tác đại chứng minh. Xin Phật chứng minh nha bà Kem ơi. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, con chào bà Kem, con về nha bà Kem. Dạ. Dạ. Ừ, bà Kem vui lắm á. Dạ. Dạ. Vui lắm. Con dạ. Ơi, con bữa nay vui lắm. Dạ. Vui lắm con ơi, con vui lắm con. Con ơi, con bữa nay ba có tiền có gạo ăn nó ba vui lắm con ơi. Con.